ba làm gì vậy ba? Chạy xuống rồi đừng đừng như con nằm mới được đây. À, đứng dậy. À, được rồi đấy, rồi trong cái này con nằm khỏe. Ba cứ vô nằm đi, chừng nào anh sĩ anh tới thì anh vô đây anh thăm ba ha. Đúng rồi, con nằm nghỉ sĩ rồi. Kéo cái ghế luôn. Rồi. Cái này nó ấy quá ba. Cái này nó cứng quá, con sợ ba té quá. Không có đạp lên cái cần gì. Trời ơi ba đạp bên đó coi chừng té ba ơi. Không đạp cái này té. Mình còn trơn tru đó. Rồi để sao? Để khỏe nha. Ngồi xích vô ba, thôi nó tuột cái đít ba xuống đó. Mệt ghê ha. Khỏe. Rồi, mệt hướng về rồi. Hướng về rồi. Trời ơi, quế hẳn mà tư nó vô. Rịt. Ghê thì chứ. Trời hai bằng tử á. 60 cây rồi. 60 cây rồi. Nhắc đi. Hoài luôn. Thì quế hẳn mà. Bộ hai bậc tự đi 60 cây nữa. Ừ. Nghe nói quê con đâu hai bậc tự nó tự mình tự thiệt tại nó không hoa bậc tự cũng đi 60 cây nó mới định quê con hết được em ba cây tao cũng đi đấy hai bậc tự tất định để xem tí thôi tao là lâu thứ hai không có ơi dạ bắt tội tình yêu ai vô trang quản trang cho đâu đau quá đi tớ nè dạ mặt trăng mọc lên là chết mặt trăng mọc lên là chết hả tuyệt đau chịu không nổi là bệnh đó là bệnh phong đó ba phong hai mặt tự rồi hai mới nói đó ai vô trang quản trang cho đó đau quá đau quá cho nên bán trăng đỡ đau rồi bị thơ là ba không biết có bé thằng ăn một trăng bạn trăng chỗ ba ngủ đi chừng nào anh sĩ anh tới rồi con ca tới ba con cũng con cũng còn cả tiếng nữa tắt đèn nha ba trời sáng rồi sĩ vô đây ủa chào răng nghe còn răng đang ngủ chắc chút xíu ngoại dậy giờ nay sĩ nhìn phong độ ha nhìn trẻ chưa tới một tháng mà tôi chết rồi đó học máu á nhớ bữa 13 không mà bây giờ tôi đứng đây tôi thấy nhìn trời kia không nhưng mà nhìn thấy anh khỏe hơn trẻ hơn hồi trước đó nha kỳ này á cô Linh biết không kỳ này thì nặng gì trước Yeah. Mà cũng khỏe rồi, nó dễ sợ chứ. Không, nhìn anh có da có thịt. Nhìn khỏe. Cái thứ bảy vừa rồi tôi nằm trên giường vừa bổ ra, tôi coi cái live stream của cô đó. Kìm thứ bảy đầu tháng vừa rồi, lúc đó mới ra đó. Ủa ông bữa nay sao không uống rượu nữa? Tại vì bị dao á. Bị dao hôm trước tôi nói rồi nha. Uống rượu đỏ. Ăn lòng heo, mua lòng heo chúng ăn hết à. Tôm. Tôm nữa. Lòng heo. Chị ăn gà thôi không cho ăn cà chua. Cà chua nhiều. Cà chua càng nhiều càng tốt. Đó. Cà chua nhiều càng nhiều càng tốt. Ba cái cà chua lắm. Nhưng mà nấu canh luôn bằng cà chua. Tôi đi hôm qua nhậu. À tôi mới nói hôm qua nó phải hỏi thơ coi nè. Ngày hôm nay ở bên Tết Xịt đó xếp cho tôi con heo rừng. Trời ơi. Nguyên con luôn. Con nhỏ. Sầu lăng nè không bữa từ từ để nói đâu phải ăn bữa này chú nhật tới cô này về ăn
Chủ nhật lên em thứ hai à. Thì thứ hai mới về. Tôi nói bù ha, là có phải tự nhiên mà mẹ cứu tôi không? Tối đó tôi cũng thở được nữa, cả tháng trước rồi mà tôi đi khám, bác sĩ nói là không sao hết trơn á, cho thuốc uống. Uống hết lần cuối cùng tôi đi khám, khám tôi nói bây giờ tôi cũng bận đêm, tôi không thế nào tôi ngủ được, nó rát ngực mà thở khó. Ông phá một câu có biết làm sao, bao tử trào ngược, cho tôi uống thuốc bao tử. Alo anh. Em á hả? Em đang ở nhà ông ngoại, chút xíu em về. Dạ anh chị đang ở đây nè, anh chị sĩ đang... Đang bàn chuyện heo rừng. Ừ ha, ăn trước đi, chút xíu em về. Cái tối đó cô biết thằng tôi cũng lì đó. Tôi thở không được, tôi ngồi tôi gục vậy đó. Cái thằng Vũ nó nói không được rồi, ba còn chở ba đi bệnh viện gấp thôi, chứ không thể nào vậy, ba chết ngay. Tôi nói tôi chở đi đi. Bây giờ thì xưa ba mổ phải tên Valet thì chở lên đó. Thì mặc đồ rồi, chuẩn bị ra xe, tụi tôi đang cầm cái phone nè. Đúng là 10 giờ, tôi không biết sao tôi bấm vô Ngọc. Ngọc cũng có mấy phạm bác sĩ nè. Cái phạm bác sĩ Kim An đó. Ngọc. Nó bắt phone, chú có gì không chú? Nó bây giờ tình trạng chú như vậy đó. Thì bây giờ sao? Nó bây giờ nếu chú có thuốc để dưới lưỡi, chú để tạm với đã. Còn không chú lấy cái ớt chú cắn vô đi cho thịt cay. Nó chuyển đi, chuyển vô bên này, bên không biết nó gọi phone sao, bên là sách vô đi chụp hình rồi gửi qua đó, cái nó vừa đưa một cái đưa vô phòng luôn, vô mổ luôn. Giờ khỏe chưa hẳn chưa? Khỏe rồi, còn dám làm lại. Nhưng mà còn không được làm nặng nữa. Đúng rồi. Bác sĩ nói là dưới 5 pound. Mà ông này cũng ra ngoài đó, ông hứa nhiều cái nhiều việc thôi. Bị một lần rồi. Cái hôm qua tôi mà nhìn không nhanh á. Ông xách nguyên cái thùng nước đó để em qua bên này cho mấy người cắm hoa. Ủa ai cho anh làm? Thôi thì kéo cái vòi nước lại gần kéo. Được. Không phải, nhiều khi mình kéo thì mình phải nối thêm một sợi dây nữa. Thì nhiều khi cho nó nhanh mà nhiều việc quá. Thì nối thôi, bây giờ phải nối thôi. Không, có nối có gì nối. Nối là khi nào mình nối để mình tưới hoa cho vườn hoa thôi. Chứ còn không thì mình xách từ chỗ đó ra tới đây có tí xíu thôi thì tụi mình xách. Bên cái ngày tôi mừng hết, nó mừng quá, gửi con heo rừng qua để ăn mừng. Xách cho nó chờ ông thì đàn ông thấy. Thấy còn nhìn thấy khỏe nó không có được. Bà khỏe không? Ủa còn bà đâu? Đi bác sĩ. À đi bác sĩ. Bác sĩ gia đình là bà nào? Người già mà có khỏe nói khỏe cũng vẫn phải đi thôi. Phải chết. Mỗi người một bịch thuốc. Đúng rồi. Thật đó, tình thuốc. Mà bây giờ sáng. Tôi thấy thuốc tôi sợ lắm. Tối trời ơi, khùng. Thuốc nội thuốc tim không, bây giờ tôi thấy tôi sợ lắm. Rét mà nóng quá trong người á. Rồi thuốc tay. Mà bác sĩ lại không cho uống nước nhiều, nó khổ vậy. Của ông á. Chỉ uống tổng cộng hết, từ canh cho tới đồ lỏng tất cả là chỉ có 1.5 lít thôi. Uống lít rưỡi nước không cho nhiều, cộng thêm lít rưỡi nữa. Tại vì bác sĩ chỉ dặn 1 lít rưỡi nước thôi. Đâu có dặn rồi đâu. Còn không là nước nó dễ vào trong phổi. Cần nhiều cái khó khăn một lớn tuổi là thôi. Sao vì đấy là cô được cô thơ? Dạ. Vì đấy là cô đỡ không? Dạ đỡ lắm. Thế cái kỳ này là bi gì ha? Bi gì? Dạ. Trầm cảm quá trời hàng. Dạ. Dạ chơi được chừng 2-3 cái chiếc xe nữa. Cỡ và 5 chiếc. Bởi tôi có nói cô thơ cố quá rồi. Kỳ này thôi, là... không sợ hàng đâu. Không có sức mà giải đáp. Biết rồi đó. Xe mà bây giờ cũng hiếm, mua cũng hiếm nha. Đúng. Tài xế cũng không có. Tài xế là khó nhất. Không có. Còn xe thì... Xe thì có nhưng mà tài xế... Tài xế rất là hiếm. Bởi vì tôi biết á, thi cái bằng đó rất là khó. Dạ. Các bạn, nhiều người họ cũng muốn làm lắm chứ. Khó. Với lại bây giờ thường thường là phần đông tài xế người ta ôm chiếc xe của người ta tự chạy. Đúng rồi, đúng rồi. Có người ta nhìn, người ta biết người mà. Người ta không có làm tài xế cho người ta. Người ta bỏ tiền, ta mua chiếc xe, người ta chạy luôn. Đúng. Đúng. Nếu mà ta có bằng lái. Còn mình có xe mà mình không có biết lái xe, mình cũng khó. Phải bất cả người ta ở đó luôn. Thì đó bởi cái bởi nhà của cái vùng tôi có giá là vậy đó. Nó khổ cái gì nào? Hỏi có ai mình đang ở, mà tới gõ cửa mình. Nó hỏi sao con biết không? Khi nào mày bán nhà mày đừng có để bán. Mày đừng gọi đó. Biết sao không? Là vì những người làm trong cảng á, nó khó khăn ở cái chỗ này, cái cảng khó khăn.
là anh muốn đi làm ngày hôm đó là anh phải vô check in từ 5 giờ sáng xong rồi đi về, không ai đi làm luôn đâu thì cũng tiện đi 8 giờ trở lại đi làm. Có nhiều người ở xa đó, nhiều đứa ở cho Pasadena nó phải nằm ngoài đường rồi nó ra đó mua quán phê lang thang sáng ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, lấy việc mỗi ngày nha, nó khó được đó, nhưng mà lương cái bọn nó cao lắm kỳ. Cái đợt mà đợt dịch này á là tháng nào đứa nào cũng gần 100 ngàn tháng, 50 đồng một giờ là thấp nhất. Còn kỹ sư cái gì á là 100 đồng. Nhờ cô công thơ lắm. Lưu ý giùm cho những người tới Đức Mẹ cái vụ dạ, đặt dạ, xe gì nữa. Cho cô coi cái clip. Có rồi gửi cho rồi. Chúng ai chúng bà hiền nhà ta nó khổ. Mà nó khủng dễ sợ. Mà mất hết ngàn, giấy tờ mất sạch hết. Nhưng mà nó thường thường nó để ý đến chiếc xe bên mắc tiền. Lexus Mercedes đồ này. Mới đầu mình tưởng còn tôi với Tà nó không có à, để đi tôi với Tà cứ để đi để cái ví cho nó biết rồi để cái ví cho nó biết rồi, nó đi ngang lướt qua nó thấy cái bóp là nó thường thường đàn bà mình không cần ra đó mình mà tự cái cô hiền nha, cái số cô mất tiền hôm đó tôi về rồi tôi ra xe tôi ngồi thì còn mình cho quý đứng đó thì tôi thấy cái bà tôi tưởng bà mẹ đứng thì có người đưa cái bó hoa hồng đẹp lắm, tôi nói em vô lấy bó hồng để mai ra mà cảm thấy bị ở đầy rồi đó rồi. Thì cô vô lấy, cha quý đứng đó, lấy rồi cô bà Hiền gặp bà xã tôi ngúc đầu cái chữ cười thôi. Nhưng mà đeo mát nó đeo mát tôi biết rồi, cô Hiền tao biết tôi vô tôi đứng cái chuyện rồi tôi kìa là xong rồi. Xong rồi. Tiệm gần. Ba dạy vô kìa anh. Mà con gái á. Vô thăm ba. Con ca con. Đi vô. Ô. Thôi ngồi con ngồi đi chơi không tí. Hôm trước nói cái giường này đó hả? Dạ. Cái nệm vợ đó hả? Dạ. Đi nó mua tấm nệm mới. Thay rồi đó, thay tấm nệm mới. Ừ. Nó ồ, bây giờ có tấm nệm cứng sướng luôn cô thôi. Nệm bên này cũng nướng nè. Thôi anh sĩ đừng có ngồi anh sĩ. Thôi anh sĩ đừng ngồi anh sĩ. Anh sĩ đang bệnh mà. Đừng ngồi. Không phải mà đỡ ghê. Bưng quả trời. Con không có chúa mẹ đỡ rồi bây giờ nó coi như là gần đi tháng rồi. Dạ. Mừng quá trời. Đây anh thấy ngồi đây chơi với ba xíu. Cô lấy kỹ chục ký. Dạ. Chú lấy kỹ chục ký. Con cũng vậy à, chú con từ con mổ lần thứ hai con thêm xuống thêm 10 ký nữa tổng cộng là 45 ký. 45 bao. Dạ con xuống 45 bao. Mà đâu mấy bữa này cũng ăn uống được, cũng lên được chút chút. Rồi còn cái lê chừng mưng mà nói quá. Hai chân sao rồi? Đỡ hết đau chưa? Đỡ hết, nhớ thơ đó. Tôi bớt cái thọc bớt rồi, tôi nó khô rồi. Tức là tay cô thơ lành, mau khỏi. Ông tại thịt ba lành đó. Ông nào bằng đêm có bị lăn gì không? Có lăn lần á. Lăn lần thì bằng đêm có chịu khó để vài ghế đây nè. Dạ. Ghế này nè, sắp vô. Nó không có lăn. Nó sợ lăn mình ngủ thoải mái có gì đâu sợ. Con lăn rồi tích cái. Rồi đi tiểu mấy lần? Có 2 lần. 2 lần thì cô kiếm cái bình tiểu. Có nè. Ờ đi nè. Để cái ghế đây là mình cứ ngủ thoải mái. Phải không? Dạ. Để mấy đứa ngủ cho khỏe chứ. Đâu canh chừng sợ ông ta. Còn không thì mình chơi cái thanh. Để nè, cái thanh này mình đưa qua được không? Không được. Không được, không đẹp được. Con ghế thôi. Đẹp bất lần ra đi. Đó, cẩn thận thôi. Đẹp lần là mình sợ hả? À? Tại vì ông tưởng bà nằm bên này, ông lan con ôm, mà không có bà rớt cái bịch. Ờ, tay ông lan cái kia. Rồi. Rất khó khăn đó. Rất thấp đó chuối. Dạ. Đợt đấy. Thấp nhưng mà đúng. Bữa nào mà ông mệt cô thơ, đi lễ cho ông, đi lễ online cũng được. Mở YouTube đầy muốn đao giáo xứ nào cũng có, bây giờ giáo hội cho phép mà. Chứ còn như cái đi đó cũng cực. Ba đừng rờ ba. Ba đừng ngỡ. Gãi nè, tại giờ ngứa. Nó ra con. Ngứa. 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 Ba đừng gãi. Đừng có gãi tôi thoa thôi. Xoa thôi. Bên đêm ngủ cũng được, sao bây giờ ngủ vậy? Không, ngủ được. Trời ơi, ba em ngủ từ
8 giờ tối cho tới 6 giờ sáng luôn. Mà em nghĩ người già ngủ nhiều như lận phải không? Không, ngủ nhiều quá nó lận đó. Không thấy sợ này đi bộ. Em nghe nói đi vậy đó. Về đó ngồi mà nó chơi đừng có nằm ông ơi, nằm nhiều nó tốt đâu. Nó ngủ nhiều quá. Nằm nhiều nó mệt lắm. Lần đầu tiên đi bộ nhiều quá. Không không, mình ngồi chơi thôi, không cần đi bộ. Ngồi chơi cũng được, đi bộ chi mất công đỡ đỡ xuống. Không có, có người. Đi được không? Ra phơi nắng thôi chứ đừng đi nhiều ba. Sáng nay ba cũng đi bộ ít cũng đi được. Mà đi bộ hơn hơn cái sổ. Sao ông nó 5 cây chứ rồi. Một mai là quá nhiều rồi. Mình lấy rồi thì bà vừa mình lên đặng. Lên đặng ngồi cho. Bây giờ con hỏi thiệt ông cái này rồi con nói Cam Thơ tỉnh ông nha. Bây giờ tối ông có thích nằm ngủ chung với bà không? Cũng được mà. Được hả? Được mua giường bự. Ông nằm cũng ôm cái khỏi tá ha. Còn nếu mà sao tôi khỏi thật là lúc đây đó bà cũng được ngủ. Dạ đúng đó. Là tội dạ. Thấy mấy kỳ bà cũng hơi bị yếu xuống sắc á. Ốm á. Để bà ngủ. Thế là tôi đồng ý mấy đứa rồi. Má giỏi quá để mà nằm riêng. Thì mình nói tại cho thương bà tôi mới cho mà nằm riêng. Không khi trước. Đừng có xoa đó nữa ba. Khi trước thì tôi nằm chung với bà đó. Này, dạ đúng rồi, thì trẻ phải nằm chung á, mới ra được 8-9 o đó. Cái này nó làm cái này ha, làm cái này hơi... Ủa này nó không có cánh cửa hả? Không, không phải, cái này nó làm hơi xa, từ chỗ này mình đi ra vô sẽ kẹt. Cái mùa nóng á, nhà ha. Có cái... Có mấy hít ha. Có mấy lạnh, có mấy hít luôn. Làm cái cạnh này là xa quá. Tôi thấy ngồi tôi gọi tôi sĩ hoài hỏi yeah. Tôi gọi tôi sĩ hoài. Hỏi chú sĩ hoài à, hỏi anh sĩ hoài à. Con cũng được mấy ngày thì khỏe cũng được 4-5 ngày rồi. Một bằng dạ một đạo dạ không cũng 6 tiếng đồng hồ 6 tiếng hồ mổ lần đầu thông là 3 tiếng rưỡi, đằng sau 6 tiếng. Ghê lắm chứ không phải vậy. Mà bây giờ nó kỹ nghệ nó hay, nó đục vô 4 cái này, nó thông cái gì mình không biết, mà nó đặt vô 4 cái van bỏ vô chứ nó không có băng lồng ngực nữa. Nói bây giờ tao mổ băng ngực mày chết thôi, mày không sống được đâu. Nó làm cái này rồi mày giữ ráng mày giữ. Mổ ra nè, bác sĩ quyết định cho mày ra đến để chờ. Dạ, nó hỏi ý kiến mình hết đó. Dạ. Cái gì nó cũng hỏi ý kiến mình rồi đưa ô giấy tờ rồi ký tùm lum tà la hết trơn. Mà bây giờ ở bệnh viện sướng luôn coi, nó có một cái máy nó đẩy. Vô nó hỏi mày người gì, mình người Việt, ok, thì bác sĩ hoặc y tá tới nó đẩy máy tới bấm cái, bên kia có người hiện liền, là nó chuyển thông dịch ngay tại chỗ. Anh muốn ra, anh bác không muốn ngồi vậy hả? Ngồi được không? Bác ngồi hả ba? Bây giờ ông qua đổ. Anh sĩ đừng chơi, có anh sĩ có được tâm nạn. Mà anh sĩ đang nở giữa chừng. Bé cả hai nữa là khổ. Cái này nó thấp. Bé là giường này. Cái giường này với giường này là mới đem về. Rồi đúng rồi, hôm nào cũng mà chơi. Nhưng mà cái này nó thụng quá, ba không chịu. Chịu khó để ba ghế đây, không có giường trái. No no. Ở ngoài nó có bé là tại cho ba, giường ba là đi thích, xuống. Bác thích cái loại cứng đó. Để về ông đâu xuống được. Cái là bác mua cái cứng mà mua được. Như sĩ cái giường của anh sĩ cũng đẹp, cứng á. Mà mua được. Nó mua lên cũng xuống. Mua ngồi xuống. Nhắc dạ uống nhiều mình năm mình viên chắc hải tạng à dạ không chuyến thì con nằm đâu có chưa tới hình tháng chưa tới hình tháng gần một tháng gần chuyến trước thì hai nhà thương là bệnh viện hai tháng dạ bệnh viện tên gì dạ memorial Thorax memorial ở dưới lốt á
Dạ, Coran. Sĩ vô trong đây nghỉ dưỡng ha. Nghỉ dưỡng. Thiệt á, khỏi làm vô trong đó nghỉ dưỡng. Coran Morio. Xa lắm á, trên lớp lận á. Trời. Không, ở đây cũng có đó, cái mà ở đây có. Ngoại nằm á. Ở đây khi nào, tôi cũng dặn cô khi nào mà chuyện lớn tuổi thì cũng có cái chuyện mà đem con gái ra. Thì cô chở vô, nếu mà có điều kiện thì chở vô thẳng UCA. Còn nếu không, còn không thì sang Rosette Memorial. Hoặc... Memorial. À, chỗ đó sạch sẽ, đẹp. Tôi rồi chắc là mổ. Dạ? Mổ cái gì không ạ? Mổ gì nữa? Đâu, bác đâu có bị tim đâu. Có bị tim đâu. Bố ông bây giờ yêu nhiều lắm cho mổ tim, tại vì con yêu nhiều con bị mổ tim. Cái đó là... Ông yêu sao đòi mổ tim? Của bệnh của ông... của bác là giống như mới bắt đầu mình đi chữa trị á, mình đi khám mình đang người ta đặt vô để mình coi, chứ đâu phải bệnh tim. À. Bây giờ cái tuổi này cũng thể nào mổ tim được. À, mổ ra là nguy hiểm. Mổ sâu một cái đẩy ra cửa sau liền. Vâng. Dạ không có đâu, tuổi này đâu có tim tung gì nữa. Không có tim gì hết. Không có tim gì hết trơn. Tại người ta muốn coi mình cái tim mình đập sao. Không để người ta. Ta sắp đặt cái chỗ từ mấy mấy tim như. Đặt để coi thôi. Không có, bữa đặt coi rồi. Bây giờ đặt vô luôn á. Có đó. Bữa là bữa coi rồi. Anh sĩ bệnh tim nặng mà còn đâu có đặt gì đâu. Cô đặt cái tại đó. Tại người ta muốn coi nhịp tim của mình. Anh đặt nó phải không mổ vô mà phải rập rập ở dưới nó đưa cái chip lên. Đây. Dạ, đó là tuổi này cũng có đặt gì đâu. Còn thở còn tốt mà. Rồi gì rồi sau. Cũng cầu nguyện thôi. Cầu nguyện thôi. Cho ngay. Dạ. Ông ba bán cái áo này của con á. Ông ngoại là fan fan trung thành của Cam Thơ đó. Ủa đâu mặc vô? Mà đâu có ai có áo này đâu, có mình ông ngoại có à? Sếp kia. Nè đó. Đi cắm nó sợ về dớ đó. Sếp kỹ lắm. Trời mà. Trời ơi. Cái áo thơ để cho ai đó. Tôi thì tôi. Con mà đi mặc thì tạo cha rồi. Nói anh là mấy anh chị bên nó qua đủ không con hả? Dạ không có đủ lắm. Không nói anh đi đủ thế. Đâu có đủ đâu. Khó lắm tại đi làm đó. Người đi công việc bây giờ được. Khó không ơi. Việt Nam mình mà bây giờ họ cũng khó luôn ở Mỹ này. Người công một việc một người cảnh khó lắm. Tắc xin đâu được. Có rồi, có anh Phúc, có chị Ly, có Cam Thanh. Đủ cái đó. Chứ đâu có thi chứ không có cầm mi, không có phi. Cầm mi á? Không có mi. Chẳng đứa nào được nữa. Xong rồi, hôm qua thăm bà. Thì đấy, thì hết. Nhưng mà công việc là... sao thăm qua được? Ông anh cứ thay đổi nhau, còn gặp được nhiều hơn. Thôi bây giờ qua lần nhiều nó đi hết mình buồn. À, nó qua lên ra, vậy mình mới vui. Cho nó chơi một lần vậy, cái rồi mình vừa nhức đầu nữa chứ. Ôn. Rồi nó đi không mình thấy mình vắng. Cái hồi xưa mẹ con ở bên Việt Nam á ha, là bên này có 6 anh chị em thì cứ thay nhau về năm hai người cứ 2 năm một người, 2 năm một gia đình về, thành thử ra lúc nào cũng có người về nó vui. Chứ còn nếu mà mình về một đợt hẹn nhau về vui thiệt, nhưng mà lúc đó thì đi cái bà già lại buồn đó. Mà chị công việc của nó đâu còn đi về được rồi. Đâu được, nó ở Mỹ nữa mà. Nó đúng là người nào cũng lo biến cơm manh áo hết, tiền áo, tiền nhà, tiền đủ lại nó đủ trên Việt Nam vậy, em thấy sướng, đâu có lo tiền nhà đâu. Để chú tìm ở đây được mấy năm rồi. Giờ cũng 31 năm rồi. Tôi như là 24 năm á. Con qua năm 90. Trời ơi, đúng đó. 22 năm, 21 năm. Mình qua năm mà. Ba năm chắc qua năm 2000. Ông ngoại của bộ thích chị cô Linh quá ha. Anh ăn được hả? Anh ăn được. Lúc nào thấy cũng nhớ. Mới ăn được 2-3 ngày nó mừng á, được 2 ngày nó còn mấy bữa không ăn được. Ăn có appetite không? Ngon miệng không? Ngon miệng. Trời ơi. Bây giờ thì ăn được rồi, chút được. Ăn ngon miệng. Dạ, bây giờ thì biết bây ngon giờ thì hơi biết bây giờ con có được con thích cái gì cũng nấu cái đó ăn thì nó ngon. Nhưng mà có ăn ở nhà nha. Dạ, ở nhà con ăn ngoài nguy hiểm lắm, ăn dễ nấu ăn ở nhà ăn tốt hơn thôi. Dạ, ngoài dầu mỡ nhiều lắm. Trời ơi, lúc này cách đây một chỗ hai chỗ này anh
tôi mừng quá trời. Dạ, cảm ơn ông. Anh gặp anh này vui. Dạ. Chưa mà vui rồi. Anh cũng theo dõi bác ấy chứ, nhưng mà tại yếu chứ có đi tại được. Tại vì ông không đi được chứ đi được cũng bê xuống nhà con nhậu, nhậu lăng chưa quán về. Anh em nhậu biết rồi, cầm này. Dạ, thì hôm trước con gọi cô Thơ nói kiểu đó là ông không uống được rượu vang rồi. Anh sĩ cho hai. Cứ kể cái đi chứ chưa làm không? Coi như con đất đi. Để Noel uống. Để Noel mấy người qua khui uống. Con cái tặng cho ba hai chai rượu vang. Lần trước anh tặng hai chai, à bốn chai. Trời ơi, mới bao nhiêu cái ông uống được con mới buồn á. Không biết rượu để nhà nó không, ông uống được nhiều quá mốc à. Mà anh uống rượu tạt được. Dạ được. Ờ tốt rồi. Bác sĩ cho uống nhưng mà bây giờ con uống tối một ngày con uống chừng này thôi. Ít vì sao vậy? Bác sĩ cũng uống nhiều tối. Vì bệnh rồi. Bệnh. Không tôi chừng không... này. Dạ. Có lẽ không tội. Bệnh rồi không? Không, nhưng mà mỗi bệnh mỗi khác. Bệnh của anh sĩ uống được. Còn bệnh của ông ngoại uống không có được. Gao uống là nó mỏi khủng khiếp lắm. Mỏi lắm. Mỏi. Đừng có cho ông ăn tôm này, đồ lòng này. Bác ơi. Cái bệnh đó bệnh Việt Nam kia bệnh nhà giàu đó. Đúng rồi. Ăn đồ bổ. Ăn đồ bổ dạ. Bệnh này là do ăn uống. Ăn đồ với cà chua. Do mình ăn. Nấu canh cà chua ăn. Ăn đồ bổ nhiều quá. Dạ. Cà chua tốt mà. Cà chua tốt. Càng nhiều cà chua càng tốt. Dạ. Bà khoan cà chua đó. Đó. Nấu canh cà chua, ăn cà chua, sống muốn ăn cà chua, muốn ăn lúc nào cũng được càng tốt. Trời, cũng cả chứ này này. Nấu cà chua thì thiệt nhiều. Cà chua. Dạ. Dạ. Ngon rồi. Mà ăn ngon chứ. Ăn phải tốt không? Người ta còn xay cà chua ra tao uống. Cà chua hộp là ngon lắm. Dạ. Mà cà chua hộp để còn nhiều. Nó mà bệnh gao nó hợp với cà chua. Tôi thích sao cà chua là cả. Dạ. Ăn cũng ăn cơm được. Cá sốt cà, cá sốt gà. Bác khỏi cần ăn cơm, bác chỉ cần một đĩa rau với nó. Đĩa rau xà lách, cá đó. Không, cháu đang quay phim. À. Đang quay cam ba đó. Ngày ăn được tôi mừng. Dạ, cảm ơn ông. Không còn ngồi ngày già mà có người đến chơi. Hôm nay thì hồi tắm đó. Hôm nay thì tới rồi đấy. Chắc sáng đi. Chắc sáng đi rồi mừng là anh mừng. Mình nằm mà ngủ rồi không? Thôi một ngày đừng ngủ nhiều. Ngủ nhiều nó đâu. Được ban đêm lại cái không? Đầu mình cứ ngủ hồi nó già đó. Ban đêm mà ngủ nhiều. Cái nó quên đi. Khi sáng đi về với cháu đấy. À. Chúng ta đi gần một cây số rưỡi. Một cây số rưỡi. Vì tôi tính là chronometer chưa một mai. À. Một mai là cây số cái sáu. Một cái sáu. Kiếm mà cuộc kiếm mấy người mà làm ban ngày ta lái xe được không? Có được, có người lái xe được cả để chở đi vòng mà. Lên xuống đi phải em. Lên xuống khó. Vì kỳ xưa tôi có hứa chở ba đi Phú Lộc Thọ chưa chở được nè. Kỳ xưa có ông cụ nó cũng chín mấy tuổi rồi. Mà một lần đi á là mặc đồ lính đồ để huy chương đồ ghê lắm. Thì mới cô đó là sinh viên. Thì ngày nào ông nó cứ bắt ngày nào chở được mẹ tôi. Ngày nào chở ra. Thấy anh sĩ khỏe mà. Khỏe hơn trước. Đúng rồi. Có lẽ anh nằm được. Dạ cái kỳ nó thông nó đặt uống cho ông vô mình thở nó cũng nhẹ nhàng. Thôi mình đi về nữa thôi. Mới con ghé thăm ông tí, bữa nay con khỏe rồi khi nào anh rảnh có đi chợ. Không. Bây giờ con đi quà về Việt Nam nè. Đi đưa quà Việt Nam. Rồi đi vô chợ mua được mấy đồ đồ phạt để heo rừng về mình có đồ mình làm nè. Rồi đi xuống đưa cái bio cho chỗ bán nệm á. Ông bữa nào kêu cách chở ông với anh Quang đi xuống nhà chơi ăn tiệc ăn heo rừng xào lăn. Con ngày nè con có người ta tặng con nguyên con heo rừng. Trời ơi. Dạ nó bắn được nó gửi qua cho con. Mà heo tươi á người ta bắn được á. Trời ơi. Đã heo rừng hả? Dạ. Với là ông muốn xuống nhà chơi không? Dạ để nếu khỏe đi à. Khỏe thôi mình muốn đi là mình đi à. Cô coi này, hoa này, hoa ngàn qua này. Bây giờ nó đập về đó, ngày nào nó cũng đập tôi vậy chứ. Trời ơi. Nó tức. Nó tức có đập vậy. Cô Thơ là được nhiều ơn của mẹ lắm mà không biết cô biết không? Cô con mới kể mấy cái ơn sơ là cô thấy thấm rồi đó. Dạ, cái gì á mà con phải công nhận một điều đó, cô rất có công ngoài đó.
À, nhiều người tới ta nói tôi biết đây nhờ cô Tâm Thơ. Dạ. Nhiều lắm thơ cô Thơ. Dạ. Trời ơi, tụi em biết đây nhờ ông coi cô Tâm Thơ bây giờ mới biết chỗ này nè. Ừ. Thì sao đấy tôi nghe cháu nói đi gặp lắc mà cho mấy chục cái áo ấm. Dạ. Mà mưng, trời mưng hết trơn rồi. Mà cho áo lạnh cho mà sơ, lạnh. Mà sơ dạ. Để cho mấy người. Mà tự nhiên trong, trong đấy tôi thấy áo tột mới lắm rồi. Dạ. Tôi hỏi cho mua chỉ được, mua hỏi làm tội. Bên thật lắc, chân lắc. Lắc lắm. Dạ. Thôi xin phép mình về. Thôi con ghé thăm ông tí con về. Ông ghé nhìn sức khỏe. Cảm ơn anh sĩ. Con ghé thăm ông nhé. Để anh đi nó vui quá rồi. Cháu ông khỏe mạnh thì sức khỏe. Ông khỏe là vui rồi. Chơi chuyến đó. Ráng thì rư tập thể dục nói chuyện rồi. Vậy đừng có để không cái đầu mình bây giờ nó già rồi nó mau xuống. Nó quên đi. Mình cứ thoải mái. Thoải mái. Không có lo gì. Không có lo. Mọi sự mình cứ nói mọi chuyện Chúa lo. Mẹ lo, mình cũng lo. Tôi về luôn con thôi. Dạ. Cô cứ về với con không? Dạ. À, có ai đâu coi ông mà về? Dạ, ok. Em bước em... bước xuống cái đó là phải có người đỡ rồi nha. Thôi thôi, cô ở đó để tôi ra, khỏi được theo đi. Không. Tôi về nghe con. Ba đợi con leo vô, đang tiểu anh sĩ. Con ở với ông đi. Rồi, cảm ơn anh sĩ nha. Bữa nó thấy cái nhà được, cái nhà ra kia. Sửa hết mấy chục cô? Không có sửa nhiều. Sửa ngoài sân à, ở trong chỉ sơn lại. Sửa ngay đó toilet thì nè. Dạ đúng rồi, có sửa toilet. Tại vì phải bước ra bước vô. Dạ. Cảm ơn anh sĩ nha. Rồi anh chị dì sĩ về nha. Rồi. Để em vô em ngon cho ba. Nha ba anh chị. Rồi, đây, bye. Mà mất trước mà tới. Dạ. Còn đầy lắm. Dạ, khỏe hơn, nhìn khỏe hơn. Rồi. Anh này đi quên nè. Bà ở đây chưa? Chưa về, phải đi bác sĩ lâu lắm. Ý cái này là mở tháng ra. Bà dịnh, bà dịnh cái này nè. À. Nó dựng cái cây này nè, nó đừng có dựng cái cây thắng nha, nó xúc ra là nó té đó. Sáng đi người tới, nhiều người hết rồi. Dạ. Ngồi xuống đi. Rồi. Đi. Ngoài ra, bye bye đi nha. Mời mấy cũng ngồi. Mời mấy cũng ngồi kìa. Mời mấy cũng ngồi. Máy cũng ngồi lên kỳ nó lên. Ngoại mời máy cũng ngồi là sao lên? Để con mắt quay phim. À. Lên mắt quay phim. Ông nói vui, chưa vui quá. Ông nói chuyện vui quá. Vui chứ. Quan kia hả? Ngồi đó nha. Ông đi gọi kìa. Mình học trường của đạo là mấy trưa đó ông. Ông có học hết á. Ông học bên là này trường Tây mà. Yeah. Rồi Florida sẽ. Rồi trường mày mày phe này ba trường đều tẩy rồi mà ở nơi ấm của học hết không phải chưa cho nó lão đâu. Yeah. Ừ. Tại đó ông của học nay bác nhớ là đi đâu không đấy à. Không chưa năm bảy bảy giờ rồi. Trời ơi, nhớ quá. Đi ăn gì vậy? Cà ri Ấn Độ nó mang cái rí trời. Rồi bác ngồi ăn nha. Bây giờ con phải đi rồi. Từ sáng tới bây giờ con ở đây đó. Sáng từ từ tối hôm qua đến giờ đi lên làm ca ba. Trời ơi. Chưa đi nè. Đi vô nhà. Chưa đi. Đến nhà con đồng ba má. Chị Linh chở ba má đi lên đó cũng được. Bảy giờ. Bảy rưỡi. Rồi. Rồi lên ra qua ra đó chơi chụp hình ha. Rồi sẽ hát đêm nay ai đưa em về. Tê tôi đã gặp thằng buồn nó tội. Rồi ba đi ba lấy nước cho ba uống ha. Rồi lấy rót cho ba ly nước.
Này. Hình như hôm nay Phổ Hoa Xoan đóng cửa hay sao ta? Này thứ mấy? Thứ tư đóng cửa đó. Con Heidi nó đòi đi ăn Phổ Hoa Xoan. Ăn Phổ Hoa Xoan mà Hoa Xoan hôm nay tôi nhớ là tôi nhớ không lầm là thứ tư đóng cửa. Được rồi, thôi ba, con đi nè, bây giờ con chuẩn bị con đi rồi ba. Linh, Linh, con đi hả? Dạ, Linh cũng đi luôn. Thôi ba ăn ngon miệng nha, con đi nha. Mày đưa ra. Dạ. Nè. Con đi nha ba. Về thay đồ rồi đi. Đi lên bye bye đi ba. Bye bye các bạn. Bye bye, bye bye. Chúc các bạn một ngày ăn lành. Nhớ mua cà ri về ăn với bánh mì giống ở ngoài nha. Rồi, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Đi nha. Tan cà, tan cà. Tan cà, tan cà. Có tan trường mình tan ca. Người ta làm ca ba là từ 9 giờ đến 6 giờ sáng. Bà Tám làm overtime đến 12 giờ. Mồ quên mang giày. Trời đất cơ quên mang giày. Không sao đi hơn cái chỗ. Cái chỗ. Vì một cái sổ sáu là một mai. Dạ. Mới chưa đến mai là quả hơn cái chỗ. Dạ. Ngon ba. Ngon. Bạn má cho đó. Ngon. Dép lên kệ. Ôi ngay đi. Ngay đi không có gì à. Dạ hôm nay con nghỉ nữa. Nghỉ để đi ăn tiệc với ông đó, bác chứ. Gọi lên đi vui. Dạ. Rồi. Bye nha bác. Bye. Bye, bye bác. Dạ. Ơi, dạ bye. Bye. Tối gặp. Tối gặp lại. Bye chị. Bye chị. Bye bye. See you again. Đã tan ca. Công nhân nhà máy tan ca về nhà với chồng. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.